Hold my hand. Lạnh hả con? I'm on you. Cầm cầm tay này nè. Right, đây. Hey. Lạnh quá. The water for me. Hiya. Giờ là đi tới cái shop người ta bán bí nè. Người ta trưng mùa nào thì người ta trưng theo trái cây của mùa đó, người ta tự trồng á và người ta tự làm cái shop để người ta bán luôn. Đây là cái shop người ta bán bí. Bí người ta trưng nè. Đây là nhà của một bà cụ hàng xóm. Đó, bà ra rồi kìa. Tí xíu là cho hai đứa kẹo với bánh quá trời luôn. Lắm xóm. Coi thử. Má, giỏ con được bao nhiêu rồi? Giỏ con được bao nhiêu rồi? Đưa má mày coi thử. Nhiều chưa? Được, coi thử. Coi thử. Wow. Nè, bí người ta để đầy đường luôn nè. Hôm nay thời tiết cực kỳ lạnh luôn. Năm ngoái Halloween cũng lạnh, năm nay Halloween cũng lạnh. Tới âm độ tay mình cống hết trơn à. Bitte schön. Danke. Rồi mình có kẹo có bánh rồi, tiếp tục đi tới nhà khác thôi. Bà cho con cái gì vậy? Ừ. Bà cho con gì? Candy hả? Hay sô cô la? Nè con chào bà chưa? Quên chào bà luôn rồi. Nhà này có người ta sống ở dưới tầng hầm á, thành ra là khi mà gõ cái cửa ở đây thì người ta mở cửa hơi lâu. Nhưng mà hàng xóm rất là thân thiện. Tí xíu bà cho mỗi đứa 2 đồng luôn. Tiếp theo là vào nhà này. À, bà chủ nhà đưa 2 đứa vào trong nhà luôn. Ở ngoài lạnh quá. Có kẹo rồi, đi ra thôi. Đây là nhà hàng xóm nhưng mà người ta đi hết trơn rồi, tắt đèn hết. Nè, mấy đứa nhỏ nè, chạy đầy đường luôn. Nói chung hôm qua rất là nhộn nhịp. Max, follow Talia. he goes. Yeah, maybe he go to grandpa house. But we go to this side. But that is our house. Yeah. But auntie is home already, so auntie can give them some candy. It's so dark in there. Ở đây không có bóng đèn gì hết, tối thui à. Children so busy tonight, huh? Yeah.
mình Maximilian. Okay. Achtung, Auto! Auto! But I see a lot of lights on. Look like they play football over there. I can see it. Now I can see it. Yeah? Ah, you was right. But I see somebody there. Yes. See? I don't know, but I don't know his name. Mm. I don't know. A lot of people there. But I don't know his name and the football player. I don't know his name. Mm. I don't know his name to the football player. Mm. Okay. Now we are fatig. Yes. We are in fatig. High five. Yay. I mean, it was not strong enough. Oh yeah. It was not strong enough. Now we. Oh, space. Space inside, more. This space, but not so deep. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Lạnh quá, cống tay luôn. Tay ba mẹ cống luôn nè. You can still go home and go in the bed and take the blanket on your hand, then you are warm. Okay. Về là ăn rồi hả? Ngon cắn. Ăn ít thôi nha. Sô cô la đó, không ăn nhiều mập đó. Có gì đây? Gì có trong này đây? Sô cô la với kẹo không nè. Ồ, coi nó làm con mắt ghê không? Giống như con mắt vậy đó. Nhìn thấy ớn luôn à. Kẹo. Lạnh quá. Now time for oven. It's too cold. Huh? Yeah? It's down. Bye bye. And say happy Halloween. Happy Halloween. Bye bye. Yeah.